Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng đã chính thức áp dụng thông tư số 02 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, miễn đăng kiểm xe mới và kéo dài chu kỳ kiểm định một số loại phương tiện cơ giới. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Sáng ngày 22 tháng 3, anh Trương Văn Quý, trú quận Sơn Trà, mang theo xe ô tô mới sản xuất chưa qua sử dụng đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng xếp hàng để nhận số thứ tự vào kiểm định. Được nhân viên thông báo không cần mang xe vào xếp hàng trình diện, chỉ cần đủ giấy tờ hợp lệ, nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định thì được dán tem và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Thì hôm nay là ngày đầu tiên biết được cái thông tư 02. Thì xe mới 100% thì không cần phải vào khám trong dây chuyền nữa. Thì tôi thấy cái việc này là rất là có lợi cho cá nhân và doanh nghiệp. Nó giảm tải được cái, thứ nhất là nó giảm tải về cái chi phí. Thứ hai là giảm tải về cái chất lượng xe ra vào trong trung tâm đăng kiểm nó không còn đông đúc như trước nữa. Và nó tạo điều kiện thuận lợi cho không chỉ cá nhân mà còn trung tâm đăng kiểm. Theo thông tư số 02/2023, ngoài việc miễn kiểm định lần đầu đối với xe mới, chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới cũng được điều chỉnh. Cụ thể là ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng. Thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Trên 7 đến 20 năm, trước đây là 12 năm, thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng. Trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng, trên 5 năm thì chu kỳ giữ nguyên 6 tháng. Nhóm ô tô tải các loại ô tô tải đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên, ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định 3 tháng lên 6 tháng. Hôm nay thì đã hết hạn đăng kiểm, thì tôi là chủ xe của 43A56458, thì tôi có đến đăng kiểm và theo thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tải mới thì tôi thấy là rất có lợi cho người dân và xã hội, là kéo dài được cái thời gian đăng kiểm và cũng như là có lợi cho trung tâm đăng kiểm, tại vì nó giảm bớt áp lực cho các trung tâm đăng kiểm, tại vì hiện tại là quá đông. Theo ghi nhận của phóng viên, thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải cũng điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm thiểu thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chưa đồng bộ hóa hồ sơ dữ liệu từ nhà sản xuất đến cơ quan đăng kiểm nên nhân viên phải nhập thông số kỹ thuật vào máy bằng phương pháp thủ công, còn mất nhiều thời gian chờ đợi của khách hàng. Hôm nay thì thông tư 02 bắt đầu có hiệu lực, thì so với tình hình hiện nay giữa áp lực trong các công việc của ngành đăng kiểm thì thông tư 02 ra thì giảm được áp lực rất nhiều, ví dụ như kéo dài thời gian kiểm định, cái chu kỳ định cho những xe ô tô của doanh nghiệp và của người dân. Hai nữa là về vấn đề xe mới là không cần phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định nữa, mà chỉ cần mang những giấy tờ đầy đủ tới trung tâm đăng kiểm để cho làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và tăng kiểm định. Tuy nhiên thì sự kết nối giữa trung tâm đăng kiểm và công chức thì đôi khi còn những số trục trặc là vì những kết nối nó chưa đồng bộ lắm, cho nên cần phải có sự can thiệp và phải nhập dữ liệu vào trong chương trình. Đó là bằng trực tiếp mới in ra được kết quả.